Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày và đêm mai 30 tháng 6, mưa rào và dông diễn ra trên nhiều vùng biển, nhất là ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác trên biển cần chú ý, trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc xoáy cùng với gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7. Trên đất liền, trong đêm nay và ngày mai, mưa tiếp tục diễn ra ở khu vực Tây Nguyên cùng với Nam Bộ và có nhiều điểm mưa vừa mưa to trên 60mm. Tuy nhiên, trong ngày thì vẫn có nắng đan xen với nhiệt độ cao nhất hầu hết đều dưới 34 độ. Và trái lại, trong hai ngày tới, ở khu vực Bắc Bộ xuống tới Phú Yên đều chung một hình thái, đó chính là nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực Bắc Bộ phổ biến sẽ là từ 35 cho tới 37 độ và có nơi trên 37 độ. Còn đối với các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Phú Yên thì nền nhiệt cao hơn, dao động sẽ là từ 36 cho tới 38 độ và có nơi trên 38 độ. Tình trạng nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp chỉ từ 45 cho tới 65%. Vì vậy mà quý vị cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở tại các khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao cùng với nguy cơ xảy ra cháy rừng. Phần tiếp theo của bản tin là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển không mưa, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 27 đến 37 độ, độ ẩm 70 đến 80%. Khu vực trung du và vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 38 độ, có nơi cao hơn 38 độ, độ ẩm 65 đến 75%. Khu vực thành phố Vinh không mưa, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 28 đến 37 độ, độ ẩm 70 đến 75%. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư không mưa, ngày nắng nóng, gió nam đến đông nam cấp 3, nhiệt độ 27 đến 35 độ, độ ẩm 75 đến 80%. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết các tỉnh thành trên cả nước. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.